ね、ストレスを発散するためにお酒の力を借りることを、焼け酒と言います。Có phải bạn đang muốn sử dụng tiếng Nhật để nói về các cái chủ đề mà mình quan tâm nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu và không biết phải nói và diễn đạt ra sao để cho người Nhật có thể hiểu và tự nhiên nhất có thể? Hay là ước mơ của bạn cũng giống như mình, đó là muốn trở thành một người có thể sử dụng được tiếng Nhật một cách tự nhiên và giống với người bản xứ nhất có thể? いろんなこと考えるとするじゃないですか。あれしないとこれしないとって思ったときは、あれしないとこれしないとってもう気になっていることを全部箇条書きで書きます。まず同じです。私も同じですか。 Và như lão tử đã nói thì là hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Chính vì vậy mà mình đã lên kế hoạch để mà phỏng vấn cũng như là nói chuyện với lại người Nhật và cụ thể cái khách mời mà mình mời ngày hôm nay ở đây chính là cô Mai, người mà đang cùng mình hợp tác để mở các cái khóa học hội thoại giao tiếp với lại người bản xứ. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng cô nói chuyện về một cái chủ đề rất là thường gặp, đó là liên quan tới việc cách giải quyết stress trong đời sống hàng ngày, hay tiếng Nhật được gọi là stress hasanho. Và khi thực hiện cái chuỗi video lần này, mình mong muốn truyền tải với các bạn hai điều. Thứ nhất là toàn bộ cái video lần này nó sẽ đều có cái phần phụ đề. Mục đích của cái phần phụ đề này, thứ nhất là để cho các bạn có thể nghe được xem là cô và mình đang nói gì. Thứ hai đó là trong cái phần mà mình nói cũng như là giao tiếp với cô ấy, thì nó sẽ có những cái đoạn mà mình nói sai này, hoặc là có những cái cách diễn đạt mà nó chưa được chuẩn cho lắm này, nó chưa tự nhiên cho lắm, thì cô Mai đã là người chỉnh sửa giúp mình, và các bạn sẽ học từ chính những cái lỗi sai của mình trong cái quá trình mà giao tiếp và nói chuyện với cô. Đây cũng là một cái hình thức mà mình đang áp dụng trong các cái khóa học hội thoại giao tiếp, có nghĩa là chúng ta sẽ tự sửa ở trên chính cái lỗi sai của mình, và cô sẽ là người giúp mình chuyển lại một cách tự nhiên hơn những cái câu mà mình muốn nói, những cái ý mà mình muốn truyền tải. Cái nội dung thứ hai mà mình muốn truyền tải trong các cái video liên quan tới phỏng vấn và nói chuyện với người bản xứ đó là thông qua các cái đề tài thường nhật như thế này, các bạn sẽ học được cái cách diễn đạt của người bản xứ, và từ đó các bạn có thể vận dụng vào trong chính cái đời sống hàng ngày của mình. Nếu như mà bạn nào muốn nói chuyện về một cái chủ đề nào đấy đặc biệt thì là các bạn có thể comment ở bên dưới giúp mình để mà mình có thể order và đặt hàng tới cô Mai và sẽ cùng nói chuyện và phỏng vấn với cô. Còn nếu như mà các bạn muốn trực tiếp nói chuyện với cô Mai và được cô nói đỡ này, hay còn gọi là y nao sự ấy, tức là nói lại hoặc là có thể chỉnh sửa lại một số các cái cách diễn đạt của mình trong cái quá trình nói chuyện chẳng hạn, hoặc là các bạn đã chuẩn bị sẵn được những cái nội dung mà mình muốn nói về một cái chủ đề nào đấy mà mình quan tâm chẳng hạn, thì là các bạn có thể thực hành với lại người bản xứ, và người bản xứ sẽ có những cái comment, có những cái gợi ý hoặc là có những cái phần chỉnh sửa để giúp cho các bạn có thể nói chuyện được một cách tự nhiên hơn. Và đó là một chút cái phần giới thiệu trong cái chuỗi video liên quan tới việc nói chuyện và phỏng vấn với người Nhật. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng lắng nghe và nhớ là memo lại những cái cách diễn đạt hay, memo lại những cái ý mà mình nghĩ là mình có thể học và áp dụng được trong cuộc sống của mình nhé. Nào, chúng mình cùng bắt đầu cái nội dung nói chuyện ngày hôm nay liên quan tới chủ đề Stress Hasanho. Sa, kyou no ne tema desu ne. Stress Haishou Fo. Stress tamarimasu ka? Yo. 溜まっています。どんな時にストレス感じますか？私のタイプは仕事に、没頭するタイプだから、やることがたくさんあるとストレスがかかって、何もできないじゃん、考えがあってストレスになっています。それと今フリーランスだから仕事のほか家事のこと育児のこと全部やらなければならないで、なんか時間をコントロールできない、時間を調整できない時もね、ムカついて、あ、わかります、すごくムカついてストレスにかかっています。いや、育児と家事と仕事、この3つを、すべて完璧にこなすっていうのは無理だと思うんですけども、でも、毎日必ずしないといけないじゃないですか、私たちは、母親は。すごくストレスがかかりますよね。わかります。そういう時、どんなことされているんですか、解消法として。
なんかストレスを解消するためにいつも早起きしなければならない、という意識を持ちます。子どもたちは起きる前に、全部やるべきことが完成しなければならないという気持ちがあって、なんかとりあえず早起きをするように、頑張ります。それから、早起きができない場合、まあいいじゃと思って寝るとか、大切ですよ。でもね、寝るとか、なんか掃除するとか何もしないで、全部ことを放って、そのまま流して音楽を聴いたり、掃除したり、しています。ああ、なるほど。その朝早く起きることはストレスにはなりませんか？うん、なんか気持ちがすっきりします。そうですね、早起きだから時間もあるし、やることがやらなくやってはいけないことは先にやるから、子どもたちは起きるとき、集中して何もやらなくてももう全部終わっただから。なるほど。早起きをするとしなければいけないことをもうすべて終わっているから、ちょっと心に余裕ができて、あのお子さんをちょっとなんていうんですか、優しいお顔で起こしに行けますね。終わっていなかったらちょっと早く起きてってなりますもんね。ああ、なるほど。大事ですね。その掃除をするっていう点は私も一緒です。もうこれでもかっていうくらい散らかします。まずもう洗濯物は畳まない、もう子供のおもちゃは片付けない。で、散らかってもうすごく嫌になってきますよね。洗い物もしない、もうすごく汚くて、それがすごくストレスなんですけど、一方それをすべてきれいにするともう心が晴れてすっきりってなるので、一回すごく汚いままにしてめちゃめちゃ掃除します。私すごくわかります。ちょっと私の解消法を聞いてもらっていいですか？いっぱいあるんですけど、すごくいっぱいあるんですけどね。はい、なんか人と話すことはすごく大切だと思っています。なんかこう毎日考えてるじゃないですか、ずっと何かを、はい、でそれを言葉に出して人に伝えることで、間違っているかもしれないし、共感を得るかもしれないし、まあ、いろんなアクションが返ってくるんですけど、反応が返ってくるんですけど、そういう人とのコミュニケーションがすごく私にとってはストレス発散できます。そうなんです。で、もう一つは、そう、いいでしょ？そうなんですけど、話す相手がなければ、そう。喋られないじゃん。ぜひここで。ここで。そうなんです。そう、話す相手がいないとき、もう今すぐできることの私の解消法は、もうこれはね、なんていうんですか、私のダラダラしている部分なんですけど、ソファーの上で寝転がりながら、お菓子を食べて、お菓子ね、お菓子を食べながら、太ってしまいます。あ、そうですよ。お菓子を食べながら漫画を読むことが本当に好きです。あ、漫画が好きなの？あ、漫画好き、読書が好きですけど、小説も読みますし、漫画もすごく読みます。で、その本を読むときは、まあ、外でカフェとかで本を読むときは、もう本とカフェだけですけど、その家でダラダラしたいときは、必ずお菓子を食べています。ただ手は汚したくないから、お箸を使って食べています。こっちでこう読みながらこうやってこうやってちょっとダラダラして、そう、それがすごく私にとってリラックスできて、もう好きなだけずっと漫画読んでます。私は主にストレスになってる問題は仕事だけかなと思って、はい、やりたいことがたくさんあるけど何もできないという気持ちがあって、ストレスにかかっていますね。それでその時は、
まあ、小説とか本を読むことは、うん、いいんですけど、それを、ま、それをやる前にいつも片付けます。掃除します。ガーデニングします。ガーデニングします。それはね、全部片付けたら、お部屋は綺麗になったら、はい、気持ちが光になるかなと思っていますので、はい、まあ、いつもね、まあ、寝てから掃除するっていうことを、まあ、よくやっています。なるほど。そうですね。ダラダラモードの時と、掃除をしてすっきりしたい時と、あとは、毎日夕飯に買い物に行きますか？はい。まあ、ほぼ毎日？はい、ほぼ毎日。その時は、予算とか、買うものリストとか書いて行きますか？それはね、できません。同じです。私も。そう。でもいらっしゃいますよね。うん、いや、素敵だな、はい、すごいなと思います。計画的に過ごされていて。うん。なんか、何年前にそういうことをやりましたけど、うん、毎日やったら続けられなかったんです。その日、かかった金額をメモを取るのはすごくめんどくさい。はい、めんどくさい、はい、っていうか、うんうん、それで続けられませんでした。はい、わかります。また予算が決まっていると、ちょっとこう買いたいものを諦めないといけないっていう時がすごく私ストレスで。そうですか。今日はエビが食べたいです。でもエビを買うとちょっと予算オーバーします。買えませんってなるんだったら、今日はオーバーして明日は少し節約しようとかして、とりあえず今日今の願いを叶えたい。そう、そういうところがあります。そう、なんか日本人は、予算をよく決まっていますか？決めている方が多いと思います。ああ、家計簿をつけたり。おー、そうかね。ベトナム人はそんな習慣を持っていない、うん、と思います。いや、人それぞれじゃないですか。いや、日本人だってそうですよ。される方もいるし、もう全然気にしない方もいる。おそらくベトナムの方もされる人もいるし、しない方もいるんじゃないですか？何人というよりは。いいえ、まあ、そうじゃない。そう考えません。え、なんか、例えば給料はこの、うん、そうですね、予算は、うん、まあ、細かく予算しないで、まあ、大体この金額で、食事とかね、うん、そう、買い物はこの金額で、うん、うん、うん、それ、うん、決めますね。決めますけど、毎日の予算は全然考えないで、うん、月末までに、なんと言います、月末までにならないと気づかない。うん、月末になって初めて、あれ、お金がないと思うんですか？そういうことがたくさんあります、ね。それは大変。でもその分幸せでしょ、1ヶ月間。うん。幸せな毎日を過ごしたから、お金がないけど、でも幸せはたくさん感じた1ヶ月でしたでしょ？そうでした。じゃあハッピーですね。うん、それはまあストレス発散できてるんじゃないですか。まあ好きだから買ってはいけないと思って、まあいいや、買ってくださいということを言って、自分に言って買います。でも大切、そのためにだって一生懸命働いてますからね、毎日。はい、